Rồi thì chúng ta tiếp tục sang câu số 27, tỉa thân cành giúp dồn chất dinh dưỡng cho rễ. Thì câu này là tài liệu trang số 22, thì các bạn mở trang số 22 ra. Đấy, thì các bạn thử biết rồi, thì trong nông nghiệp thì người ta sẽ tỉa ở những cái thân cành mà nó thẳng kiêu hoặc là nó khô cằn để cho giúp cho cây phát triển hơn. Thì tỉa thân cành giúp cho dồn cho cây dồn chất dinh dưỡng cho lá và quả. Thì câu này là trả lời là sai, vì trong bài thì người ta đã dồn cho lá và quả chứ không phải cho rễ. Đấy, thì các bạn có thể hình dung được câu số 27 là như vậy. Chứ mà cho lá và quả đúng không? Chứ không phải là cho rễ. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, đó là câu 28, tại sao phải loại bỏ chồi và chồi nách? Thì câu này cũng là nằm ở phần tiếp theo ở trang số 22, là để chồi nách. Đây là các bạn nhìn hình ảnh, người ta có thể hình dung ra ngay, khi mà mọc những cái chồi ra thì quá nhiều thì ta sẽ loại bỏ đi để thứ nhất dồn chất dinh dưỡng vào những cái quả để mình muốn nuôi, và giúp cho chiếu sáng nó tốt hơn đối với người trong quá trình khi mà chúng ta trồng cây ăn quả. Người ta sẽ chồi bỏ chồi nách để phòng ngừa quả và lá mọc quá nhiều, đồng thời thì để chiếu ánh sáng tốt hơn. Câu số 29 thì là tỉa lá giúp không khí và chiếu sáng tốt hơn. Thì chúng ta sang câu số 29, cũng là tài liệu sang số 22. Vì sao này là như vậy? Vì khi mà chúng ta mọc lá quá dày nhiều thì ánh sáng sẽ không soi vào được, thì cây sẽ không hấp thu được ánh sáng, thì cây cũng sẽ không phát triển được. Vì vậy người ta sẽ loại bỏ cái lá bị bệnh hoặc là lá quá dày để giúp thông không khí và chiếu sáng là tốt hơn. Đấy, thì các bạn câu này là đúng. Rồi sang số 22 thì các bạn chỉ cần nhìn là các bạn có thể hình dung là được. Câu 30, trong nhà kính, nhà lưới người ta sử dụng các côn trùng để thụ phấn nhân tạo. Câu này là đúng hay sai? Thì chúng ta cùng sang tài liệu số 23. Khi thụ phấn nhân tạo thì người ta sẽ sử dụng những côn trùng để mà giảm sự nhân công lao động, và hiệu quả thì là năng suất rất là cao. Khi sử dụng những côn trùng như vậy thì người ta sẽ sử dụng vào thụ phấn nhân tạo. Đây là câu trả lời là đúng, là người ta sẽ sử dụng là côn trùng để thụ phấn nhân tạo. Rồi chúng ta tiếp tục sang câu 31, thụ phấn cho dâu tây chủ yếu sử dụng ong mật. Thì như các bạn đã biết rồi, thì khi mà sử dụng côn trùng thụ phấn nhân tạo thì trong nhà kính thì mọi người đều thường xuyên là người ta sẽ sử dụng côn trùng. Vì vậy như là đối với dâu tây thì ong mật là loại thụ phấn tốt nhất để mà sử dụng trong việc thụ phấn cho dâu tây. Thì câu trả lời này là chính xác, là đúng. Chúng ta tiếp tục sang câu số 32, thu hoạch sớm vào buổi sáng có tác dụng làm lạnh, đúng hay sai? Thì với câu trả lời này thì cũng là làm tài liệu trang số 25. 25. Đấy, thì các việc thu hoạch sớm là chủ yếu là vào buổi sáng, thì có tác dụng làm lạnh trước. Vì làm lạnh trước thì là làm việc làm lạnh để cho củ quả tươi. Đây là mục đích để duy trì độ tươi cho khi mà chúng ta thu hoạch. Thì đây là cái câu này là chính xác. Chúng ta tiếp tục sang câu 33, phương pháp gieo trồng. Câu 33, phương pháp gieo trồng đường hầm là giữ nhiệt cũng như phòng ngừa mưa gió, sâu hại. Câu này là đúng hay sai? Thì chúng ta sẽ sang trang số 25. Đấy, thì tác dụng của phương pháp gieo trồng đường hầm là giữ nhiệt cũng như phòng ngừa mưa gió và sâu hại bệnh. Vì vậy là người ta sẽ sử dụng vật liệu tre phủ như là màng nhựa PVC và màng nhựa FE dùng cho công nghiệp, PE, vải không dệt, vải màng, lưới chống côn trùng. Thì cái này thì bây giờ hiện tại là nông nghiệp chúng ta sử dụng rất nhiều cái màng tre để sử dụng cho việc mà cấy trồng như bây giờ. Đấy, đây là câu trả lời số 33, câu trả lời này chính xác. Chúng ta tiếp tục sang câu 34. Vật liệu che phủ, che nuống trực tiếp là màng nhựa PVC, có đúng hay sai? Thì câu này thì chúng ta xem lại tài liệu trang số 26. Vì là chúng ta gieo trồng trực tiếp thì người ta sẽ sử dụng vật liệu là vải không dệt hay là gọi vải màn. Vì khi mà các bạn đều hiểu là cái hoa cái rau của quả ta chỉ ở mức độ vừa phải thôi, nếu mà sử dụng bằng nhựa PVC thì nó sẽ hấp thụ ánh nắng nó rất là cao, thì dẫn đến là cái việc mà cây có thể là bị nóng quá, hoặc là dẫn đến là hơi nước nó toát ra rất là nhiều, ảnh hưởng đến cây trồng. Thì vì vậy người ta sẽ sử dụng bằng vải không dẹp và vải màng để mà sử dụng cho luống trực tiếp. Vì vậy là luống trực tiếp thì chỉ dùng vải không dệt hay vải màng. Còn cái đường hầm thì có thể dùng là màng nhựa được. Vì vậy câu này là sai. Đấy, chúng ta tiếp tục sang câu 35. Để điều chỉnh nhiệt độ của đất, cải thiện môi trường sinh trưởng, người ta sử dụng rơm và hay màng nhựa để che phủ bề mặt đất. Thì như các bạn thì với câu này thì tài liệu trang số 26 thì các bạn biết rồi, việc người ta sử dụng rơm hay là màng nhựa để che phủ đất là để giảm cái nhiệt độ của đất xuống. Để thứ hai nữa là phòng ngừa cái việc mà bị mất nước này, bị trôi phân này, và phòng ngừa sâu hại bệnh. Thì đối với câu trả lời này là hoàn toàn là chính xác vì đối với mình. Rồi tiếp tục chúng ta lại sang câu 36. Màng nhựa trong suốt có tác dụng phòng ngừa cỏ dại, câu này là đúng hay sai? Thì như các bạn đã biết thì đối với việc sử dụng màng nhựa trong suốt ấy, thì nó có nâng cao cái nhiệt độ của đất lên. Vì vậy là khi mà nhiệt độ cao thì nó hấp thu ánh sáng thì kể cả cây trồng của mình hay là cỏ thì cũng sẽ phát triển theo. Nên cái việc mà màng nhựa trong suốt không có tác dụng phòng ngừa cỏ dại, câu trả lời là sai. Chúng ta này tiếp tục sang câu tiếp theo, đó là câu 37. Màng nhựa màu đen có tác dụng để nhiệt độ trong đất không tăng cao. Thì câu này cũng là trả lời là sai. Thì chúng ta có thể xem là màu đen là chủ là phòng ngừa cỏ dại. Vì màu đen ánh sáng sẽ không xen được vào. Chúng ta khác với cái màng nhựa trong suốt nhé. Thì bây giờ màng nhựa trong suốt thì khi yếu trắng cái ánh sáng nhiệt độ chuyển vào thì cỏ mọc sẽ rất là nhanh. Nhưng khi màu đen thì ánh sáng nó rất khó chuyển vào, có chuyển vào nhưng nồng lượng không đủ để cho cỏ có thể mọc nhanh được, nên người ta sẽ sử dụng màng nhựa màu đen để mà phòng ngừa cỏ dại. Và câu này là sai, chủ yếu là phòng ngừa cỏ dại. Câu số 38. Màng nhựa màu xanh lá cây có tác dụng nâng cao nhiệt độ của đất và phòng ngừa cỏ dại. Thì theo chúng ta lại tiếp tục về này, màu cây là nâng cao nhiệt độ đất nằm giữa trong suốt và màu đen. Ngoài ra còn có tác dụng phòng ngừa cỏ dại. Cái câu này là hoàn toàn chính xác. Màu xanh lá cây có nghĩa là nó vẫn xuyên qua được. Màu xanh thì có màu xanh nó kích thích quang hợp cho cây trồng nữa. Nên là câu này sẽ đáp án là đúng chính xác. Rồi, thì chúng ta sang câu 39. Câu này chắc dễ rồi đúng không các bạn? Việc đốt màng nhựa trên ruộng bị cấm theo pháp luật Nhật Bản. Thì như các bạn biết rồi, ở bên Nhật thì người ta rất là coi trọng về sức khỏe và sự an toàn. Nên là khi mà đốt những chất cấm hoặc là nhựa hay là thùng gì đó mà nó ảnh hưởng đến môi trường là cũng theo pháp luật Nhật Bản là sẽ bị cấm. Lý do là nguy cơ để phát sinh các khí độc khi con người ta hít vào thì sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tóm lại là phải cái gì về có đơn vị chuyên môn để xử lý, đúng không ạ? Đúng rồi.